Tại các chợ trung tâm ở thành phố Đà Nẵng, các mặt hàng phục vụ Tết khá phong phú và đa dạng. Giá cả tăng nhẹ, các mặt hàng bánh kẹo, áo quần, giày dép tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, sức mua không tăng do tác động bởi các trận lũ lụt vừa qua. Thì họ cũng bị lũ lụt cho nên tiền người ta giờ họ mất mát nhiều quá, là họ cũng có đi mua sắm nhiều, là mình cũng ảnh hưởng chung nữa đó. Bà con kinh doanh ở chợ cầu cũng tập trung cái tăng cường cái hàng hóa để bán, trong đó là cái lượng bánh kẹo các loại thì tăng khoảng từ 4-50%. Còn lại thì dầu ăn là cái các cái loại ví dụ mì ăn liền hay là mắm thì cũng tăng khoảng từ 20%. Trước Tết Nguyên đán, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa. Theo đó, có 12 doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố đăng ký dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ thị trường Tết với tổng trị giá gần 154 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố tạm ứng 4 tỷ đồng từ ngân sách để mua dự trữ 35 tấn thịt lợn phục vụ cho nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán tại 13 điểm trên địa bàn thành phố, góp phần bình ổn giá cả trong dịp Tết. Chúng tôi cũng tổ chức các cái điểm bán phục vụ cho khu công nghiệp và miền núi. Hiện nay chúng tôi hàng tháng thì sắp tới sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tháng công nhân, tức là tháng nào chúng tôi cũng tổ chức tháng bán hàng cho công nhân. Sở Công Thương thành phố cũng chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời các việc lợi dụng đầu cơ, ép giá.